Sao bạn Nhật xin chào các bác nha. Em vừa về thêm được một cái MyRobot Roomba mã 961, khá là VIP luôn các bác này. Một cái con máy bên em nhập về rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nha. Em báo giá luôn con này em bán là 4,6 triệu, đi kèm một tường ảo này. Một tường ảo các bác nhá. Tặng kèm hai chổi. Đấy, một máy thay pin mới đây, máy còn rất là mới các bác này. Đây, cái dòng này có camera nhận diện ở bên trên 961 cao cấp. Đấy, kết nối wifi app điện thoại. Con máy quá là đẹp luôn các bác nhá. Giá thành khá là hợp lý. Đây này có một mắt camera nữa các bác này, cảm biến vòng quanh. Đời 2018. Đấy, model 961 các bác nhá. 961. Đấy. Đấy, mọi chức năng chạy ok, em sẽ test cho các bác thử xem nhé. Bây giờ đầu tiên mình sẽ cho nó về đốc này. Mình bỏ đây. Bọn này thì nó đi có hàng có lối các bạn này. Một em cao cấp 961 đi theo hàng lối. Nó sẽ chạy theo hàng theo lối luôn. Cho nó về chuồng này các bạn này. Chiếc này thì bên em bán 4,6 triệu các bác nhé, bảo hành 3 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Vận chuyển chiếc này đi toàn quốc hết có 570.000 thôi, rất là rẻ. Em sẽ test cái chức năng chống rơi cầu thang này. Tất cả máy bên em khi bán thì đều test ok con này hết các bác nhé. Test một bộ luôn trên này. Con nào có nhu cầu chốt chiếc này các ba lô cho em nhé, cực đẹp luôn. Đây, khi kết nối wifi các bạn bấm hai cái nút này nhé. Để vào mục kết nối thì nó hiển thị cái wifi. Đấy, khi mà các bác cài app xong đây, cái hình wifi. Đấy, khi các bấm kết nối wifi nhé. Thì các bác phải để lên đế sạc. Con máy quá đẹp luôn. Chào các bác.